Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong ở cái phần chủ đề 5 và chủ đề 6 cho các em rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay là cái phần ôn tập lại và chúng ta sẽ tiến hành trả lời bài tập của chủ đề 5 và chủ đề 6, và trong đây có 7 bài các em nhé. Hôm trước thầy yêu cầu các em để trả lời rồi, chắc là chúng ta đã làm rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy giải cho các em. Ta sẽ đi sang bài số 1 các em nhé. Bài số 1. Nêu một số lương thực thực phẩm có thể bảo quản được bằng mọi phương pháp sau. Câu A là phơi khô. Ta xem thử là cái lương thực thực phẩm nào mà phơi khô này. Phơi khô thì thường bằng các cái loại ngũ cốc, không? Ngũ cốc hoặc là các cái ví dụ như là ngô này, bắp ấy. Các loại đổ đậu ấy. Các loại đậu hoặc là lạc ha, hoặc là mè vân vân, làm lạnh ví dụ như là tôm hoặc là cá hoặc là rau vân vân. Chúng ta có thể nêu thêm, thầy chỉ nêu minh họa một số cái lương thực thực phẩm thôi các em nha. Sử dụng muối, sử dụng muối ví dụ như là cà, như là ví dụ như muối cà này, trái cà pháo đúng không, cà pháo người ta muối á, hoặc là cá đấy, hoặc là thịt, thịt bò, thịt lợn đâu cũng được thôi nè. Sử dụng đường, phương pháp sử dụng đường này ít ít khi thấy em, mà hay sử dụng ba phương pháp ở trên này thôi nè. Đường ví dụ như là hoa quả này, trái cây ấy, đó. Hoặc là quả sấu, quả dâu, quả nho, là đây là các loại hoa quả nói chung này, các em hiểu nào? Trong đó hay ướp đường nhất nhất là sấu, dâu, nho, vân vân, các loại hoa quả, nha. Ở đây chấm hay chấm thầy chỗ đây đây. Chúng ta sẽ đi sang câu số 2 em nhé. Rồi, ta đi sang câu số 2. Ở đây người ta yêu cầu các em làm cái bảng này. Các vật liệu có thể được tạo nên từ nhiều vật liệu khác nhau, hay chọn vật liệu phù hợp, và nêu những lưu ý khi sử dụng theo gợi ý trong bảng sau. Đây, vật dụng này, dây dẫn điện. Vật liệu phù hợp ở đây là đồng. Lưu ý khi sử dụng là thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn. Ủng đi mưa. Ủng đi mưa là nghĩa là cái đôi dây mà người ta xỏ vào để người ta đi trong mưa hoặc là lội xuống bùn của em. Cái đôi ủng á, nó giống như cái đôi dây mà là bằng nhựa mà nó rất là cao. Phải nào? Thì cái này chắc chắn là bằng gì? Bằng cao su nè. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta lưu ý là chúng ta tránh để nơi có nhiệt độ cao được không nào, hoặc là thấp, hay là cao rồi thấp này, tránh tiếp xúc với hóa chất, vật sắc nhọn, được chưa? Đấy, vật sắc nhọn em nha, thầy đọc lại này. Tránh để nơi có nhiệt độ cao hoặc là thấp, tránh tiếp xúc với hóa chất, vật sắc nhọn. Tại chữ của thầy nó xấu thiệt nhưng mà thầy có đọc để chúng ta có thể dịch ra được, đúng không? Cốc thì thông thường thì người ta sẽ làm bằng thủy tinh, đúng không nào? Như vậy thì cái lưu ý á, ở đây á thì chúng ta nên dùng vải mềm để lau chùi này, đó nè, hoặc là tránh được các cái vật sắc nhọn đi lên ha, tránh các cái vật sắc nhọn đi lên,
được chưa? À, bàn ghế thì thông thường người ta sẽ làm bằng gỗ, thông thường làm bằng gỗ. Như vậy thì ở đây là tránh lửa này, hoặc là mối mọt này, vân vân, được chưa? Bình hoa thì thông thường bữa nay người ta có thể làm bằng gốm hoặc là thủy tinh, đó là gốm hoặc là thủy tinh. Như vậy thì ở đây là bình hoa thì tránh xa tầm tay của trẻ em. Nha. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng này. Chúng ta kệ bảng và ghi vào trong vở các em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang vào câu số 3. Các em ghi chép thì đó, thầy ghi thì nhanh, chữ thì xấu nên chắc chắn em không ghi kịp rồi. Để mà muốn ghi kịp thì chúng ta bấm dừng video lại để chúng ta ghi, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu số 3 này. Nêu tác dụng của các việc làm sau. Câu A, quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. Cái này đã giải thích rồi này. Để giúp làm gì? Để giúp cung cấp thêm khí oxy cho sự cháy, được như nào? Đấy. Tắt bếp khi sử dụng. Tắt bếp khi sử dụng để giúp làm gì? Để giúp tiết kiệm nguyên liệu. Để giúp tiết kiệm nhiên liệu, và đồng thời nó còn giúp đảm bảo an toàn ha, phòng chống cháy nổ. Thì hôm trước thầy thấy ở Sapa sao ạ, ở Sapa các em cháy cái nhà bán ga, thầy coi clip đó mà thầy ghê luôn. Nghĩa là mà các em biết cái một đám cháy bình thường là đã khủng khiếp cỡ nào rồi, mà cháy nhà bán ga các em, mà cháy nhà bán ga thì các em thấy cái mà ga, mà bình ga lớn các em, nó nổ giống như mấy quả bom ấy. Nổ bùm thì cỡ cả cái lực lượng chức năng cũng không dám vào để mà dập lửa luôn, tại vì vào thì cũng rất là nguy hiểm cho các cái chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy, đúng không nào, cũng không thể trách người ta được. Như vậy thì sau khi mà thầy thấy đăng đoạn clip đó lên thì thấy hãi nghe, nên là trong quá trình sử dụng mà đặc biệt là bếp ga đấy em, chúng ta phải hết sức cẩn thận nha, tại vì bếp ga thì nó giống như một cái quả bom ở trong nhà vậy á, cái mà sử dụng mà không cẩn thận mà nó nổ một cái là xác định luôn, không tới công chuyện luôn đấy. Hiểu chưa? Ta đi sang câu số 4. Ta đi sang câu số 4 em. Người ta hỏi như đây: đá vôi là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất. Câu A, thành phần chính của đá vôi là gì? Như vậy thì đá vôi, cái thành phần chính của nó đó chính là calcium carbonate, đó chính là CaCO3 ha. Sau này chúng ta sẽ được học đá vôi có thành phần chính đó chính là calcium carbonate. Tìm kiếm thông tin và nêu tên một số vùng núi đá vôi nổi tiếng của ta. Ví dụ như ở Hương Tích, ở Hà Tây, hay là Bích Động. Cái này người ta tra cứu trên mạng nghe nha. Bích Động ở Ninh Bình. Hoặc là ở Phong Nha Kỷ Bàn nha. Phong Nha là ở Quảng Bình. Hoặc là Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, hoặc là Hà Tiên ở Kiên Giang, vân vân. Ta có thể tra cứu và nêu thêm nữa, nhiều đây là thầy nghĩ được rồi đó, 5 địa điểm trên cả nước mà đã có nuôi đá vôi rất là nhiều, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu số 5. Ta rõ chưa nào? Rồi, ta sang câu số 5 nha.
Nêu 3 ví dụ về hỗn hợp cho biết ứng dụng của các hỗn hợp đó. Hỗn hợp và chất tinh khiết thì chúng ta đã biết rồi. Thầy lấy ví dụ. Nêu 3 ví dụ nha. Ví dụ thứ nhất đó chính là nước muối. Nước muối lỏng. Cái này gọi là nước muối sinh lý natri clorua 9% anh em. Cái này dùng để súc miệng này, để diệt khuẩn này. Thầy cho biết ứng dụng cái không? Thì cái này ứng dụng của nó chính là gì em? Thay thế. Cái này là thay thế nước súc miệng. Sát khuẩn. Và có thể dùng để vệ sinh một số đồ vật. Cái thứ hai là ví dụ như là cồn 70 độ là cái thành phần của nó đó chính là nước ở đây và ethanol rượu ha. Cái này là nước và muối này. Đã ghi thành phần nó luôn được chưa nào. Thì cái này là có tác dụng sát trùng vết thương, tiêu diệt vi khuẩn. Cái ứng dụng của nó đấy được chưa nào. Nước chấm thì nước chấm thì ở đây tùy theo địa phương mà chúng ta có thể làm nước chấm khác nhau đó nè. Thì ví dụ như là nước mắm này, bột ngọt này, chỗ thầy hay làm như này, ớt này, tỏi này, chanh này đấy, thì có tác dụng ở đây là được làm đồ chấm thức ăn. Vâng vâng, chúng ta có thể nêu tùy theo cái chúng ta biết thì em nêu ra, nhưng mà phải chính xác nó là hỗn hợp các em nhé. Hỗn hợp đó chính là hai nhiều chất pha trộn với nhau. Được chưa nào. Chất tinh khiết thì nó chỉ là một. Chúng ta sẽ đi sang câu số 6. Ta đi sang câu số 6 em. Người ta hỏi em là các hỗn hợp sau đây là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất. Ta nhắc lại về thế nào là hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp đó chính là cái chất rắn nó sẽ hòa tan được với gì em. Hỗn hợp đồng nhất nghĩa là ví dụ ta pha trộn giữa hai chất mà nó hòa tan được với nhau, ví dụ như nước với lại đường hoặc là nước với muối, ta khuấy đều thì đường với nước nó hòa tan lại vào nhau. Còn không đồng nhất ví dụ như là dầu với nước hoặc là cát với nước, chúng ta khuấy mà nó không tan vào nhau thì nó gọi là không đồng nhất. Cà phê đá. Cà phê đá thì các em thấy là nó là đồng nhất hay không đồng nhất. Nó không đồng nhất do xuất hiện ranh giới giữa nước, cà phê và gì? Và đá. Đây nè. Câu A. Cà phê đá là hỗn hợp không đồng nhất. Do xuất hiện cái ranh giới giữa nước cà phê và đá. Câu B, nước khoáng. Cà phê đá thì biết chứ phải không? Chắc có lẽ các em cũng thấy bố hay uống ha. Nước khoáng thì đây chính là chắc chắn là gì? Là hỗn hợp đồng nhất do không xuất hiện ranh giới giữa các cái thành phần được nè. Đấy, ta sẽ đi sau ở câu cuối cùng, câu số 7 em nhé. Ta rõ câu số 6 chưa nè.
đồng nhất cũng không đồng nhất. Đây sang câu số 7. Người ta hỏi em là hỗn hợp sau là dung dịch hiền phù hay là nhũ tương. Bột mì khuấy đều trong nước. Bột mì khuấy đều trong nước đó chính là gì? Đó chính là hiền phù. Do cái chất rắn bột mì nó lơ lửng trong nước, đây chính là hiền phù này. Ta có thể giải thích ở đây đó chính là do bột mì lơ lửng trong nước, được chưa nào? Còn hỗn hợp nước ép cà chua, hỗn hợp nước ép cà chua đây chính là gì? Đây chính là dung dịch, đây chính là dung dịch em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể giải thích là do khi ép đã loại bỏ hết các cái bã rắn, được chưa nào? Còn dầu ăn lắc đều với giấm thì đây chắc chắn sẽ là gì em? Đây chính là nhũ, đây chính là nhũ tương, nhũ tương. Đây em có thể giải thích ở đây là vì sao em? Chất lỏng ở đây á, chất lỏng ở đây là dầu ăn lơ lửng trong cái chất lỏng khác, đó là giấm. Ta cứ dựa theo định nghĩa của dung dịch hiền phù và nhũ tương để em giải thích. Xong, được không? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần lý, phần hóa là coi như lớp 6 là đã xong rồi đấy. Về phần tiếp theo ở cái chủ đề ở phần 3 vật sống, ở chủ đề 7 tế bào thì cô sẽ quay các em nha. Cô Hòa sẽ quay cho các em, chứ còn thầy sẽ quay hóa, lý và cái phần mở đầu, được chưa? Ở cả 3 bộ sách luôn em. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok rồi.